Cửa hàng Nhật Đông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư Sông Rai, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Số thoại 0986228901. Số thoại bên có sử dụng Zalo và bên có ship toàn quốc nhập người. Hôm nay bên sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cơ xích hạng tầm trung nòng đứng nhá. Em này đến từ thương hiệu của Sirway SSE360S nha mọi người. Hàng hệ đời SD ha. Đó, em này nòng đứng kính bê tông là 40 ly nha. Rất là mạnh lì nha mọi người. Mẫu này thì rất thích hợp cho những anh em sử dụng trong gia đình. Trọng lượng 5 kg nha mọi người. Đó. Này, 5 cân tròn ha. Và lam của em này được sử dụng lam Latin nha mọi người. Lam tổng độ dài 40 mà cắt cây 35. Xích này em đã ráp xích mới cho anh em này. Đó, riêng bộ lam xích là cũng rất là nhiều tiền này anh em ha. Đó, lam này là lam đầu có tỏa nhiệt này, lam Latin bọc thép nha mọi người. Đó, nên là xài nó đỡ bị xúc xích, đỡ bị cong lam. Nó xài rất là bền và xích cũng ráp xích mới về anh em chỉ việc sử dụng nhá. Ốp lam cái này được sử dụng ốp lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 này. Đó, và bên phía mặt má ốp lam các tem mạc vẫn còn nguyên ha. Thì đời này nó cũng giống như cái đời Sirway 360 cái loại màu đỏ nha mọi người. Đó, loại này là màu trắng đỏ. Đấy, anh kia là anh cái màu đỏ một tông đỏ luôn anh em ha. Nó y hệt vậy nha mọi người. Nó chỉ thiết kế khác cái màu ha. Nòng đường kính 40 ly. Anh em hạ gốc cây trong gia đình vườn nhà là cũng rất là mạnh lì đòn nha mọi người. Lốc mặt tiền đây nha mọi người. Độ chày chùa ít ha, chỉ có chày nhẹ đây này. Đó, rất là sáng nha mọi người. Tình trạng máy là zin nguyên bản, bảo hành bao lột nòng 12 tháng nhá. Anh em mua được tặng kèm hai món đồ buji và rúa. Và đây là nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích, còn là sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Bên phía mã hộp giật các tem mạc thương hiệu vẫn còn nguyên nhá. SD Sirway này. Đó. Hàng chủ của Nhật Bản ha. Mã số seri đây. 300-3262 Mark in Japan này. Anh em thấy không? Hàng chuẩn của Nhật Bản. Đấy. Đây, bên phía mặt máu bên trên là các tem hướng dẫn sử dụng, tem mạc thương hiệu vẫn còn nguyên nha mọi người. Đây là cái e nha. Đó, e bên hông này, đẩy ra giật nó ho một tiếng, đẩy vào là sai. Mang lọc ở dưới này nha mọi người. Đó, dưới cái e luôn. Và công tắc đây nhá. Đó, và đây là cái con ốc vặn Gampi nha mọi người. Anh em có thể vặn bằng tay trực tiếp luôn nha mọi người. Đó. Rồi giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Giá của em Sirway SD 360 này là 2.800.000 đồng, được ráp lam Latin xích mới nha mọi người. Anh em nào có nhu cầu sử dụng cái cơ xích này liên hệ qua số thoại 0986228901 đặt hàng nhá. Giờ em sẽ khởi động ha. Rất là êm nha mọi người. Latin lên bấm ha. Cầm cho bình xăng đấy. Xin lỗi mọi người nha, hết xăng rồi. Nghe nó rú là biết rồi. Có cả một giọt là luôn. Đó, cầm cái phiếu luôn ạ. Mọi người chờ em một chút, em sẽ khởi động lại cho anh em nghe ha. Bởi vì tình trạng hiện tại đang hết xăng nên là không nổ được. Quên mất và không kiểm tra trước. Rồi, cũng không sao. Thì thay vì đó em sẽ giới thiệu cho anh em khi mà hết xăng anh em khởi động lại nha mọi người. Đó, bây giờ em sẽ đổ nguyên liệu vô này. Đó, đổ nguyên liệu vô ha. Rồi, khi mà anh em hết xăng là đang sử dụng mà tự nhiên hết xăng như thế này, mình đổ nguyên liệu vô nhá. Mình muốn nhạy nổ thì mình bóp ga này, đẩy mũi tên này xuống này, nó sẽ tự động lên cho anh em một ít ga ha. Và đây là cái e này, anh em sẽ kéo ra. Đó, giật nó ho một tiếng mình đẩy vào nhá. Giờ em sẽ kéo ra này, rồi giật này. Đó, nó ho một tiếng động đẩy vào nhá. Khi mà nổ rồi là cứ vậy là nhích là nổ thôi. Ganti là chỉ bắt tay được luôn này. Nếu mà nó to bị bật ra này. Đó, nó êm lại. Đó, mức vừa tầm là ok. Êm ấm ha, bốc máy nòng 40 ly, anh em sử dụng gia đình rất là vừa tay vừa tầm nhá. Rồi em Sirway SD 360 giá của em này là 2.800.000 đồng, được ráp lam Latin và xích mới. Anh em nào có nhu cầu sử dụng mấy cái xích này liên hệ qua số thoại 0986228901 đặt hàng nhé mọi người.